Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay nói về Chúa phục sinh, và buổi sáng tôi cũng nói với anh chị em rằng chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa. Nếu chúng ta không gặp gỡ đấng phục sinh thì chúng ta thật sự chỉ biết Ngài trên lý thuyết thôi. Cho nên hôm nay chủ đề của bài giảng là làm sao để trải nghiệm Chúa phục sinh. Làm sao để trải nghiệm Chúa phục sinh. Chúa Giêsu Ngài đã sống lại và hiện Ngài đang sống. Mặc dù mắt thường của mình không thấy, nhưng không có nghĩa là Ngài không có, hay là Ngài không đi lại giữa hội thánh Ngài. Ngài đi lại, có điều chúng ta không thấy thôi. Nhưng mà bây giờ câu hỏi là làm thế nào để chúng ta trải nghiệm Chúa phục sinh. Đây là một cái điểm mà cực kỳ đáng để chúng ta trò chuyện buổi sáng hôm nay. Tôi nhớ lại cách đây 30 năm trước trong cuộc đời của mình, chính tôi cũng đang thắc mắc câu hỏi này. Phải không ạ? Cái ngày tôi tin Chúa đó, thì thật ra thì tôi cũng chưa tin lắm. Nửa nghi nửa ngờ. Cho nên tôi mới lên trên cái nhà sách ở bên Nga, nó có cái nhà sách lớn lắm ở Moscow đó, nó gọi là Dom Knyazhny, nó lớn lắm, bự khổng lồ. Và tôi mua về 3 quyển nói về Phật Thích Ca, cuộc đời Phật Thích Ca, rồi một quyển dày như này nói về cuộc đời của Mohammed, rồi nhiều lắm. Và tôi về tôi nghiên cứu, tôi để bên cạnh và có ông Giêsu nữa. Nghiên cứu. Bây giờ tôi nghiên cứu thử coi tất cả các ông này, ông nào là đặc biệt, hiểu không? Vì mình phải nghiên cứu chứ. Chứ không nghiên cứu mà cứ tin thì người ta nói mình là tin mù quáng, hiểu không? Tin mù quáng. Bây giờ mình phải nghiên cứu. Và sau một hồi nghiên cứu đã đời mấy ông này rồi, thì tôi mới thấy là ông Phật thì cũng chết rồi, hiểu không? Và cái xương ổng thì người ta gọi là ngọc xá lợi gì đó, giờ nó chia 5 xẻ 7 ra rồi nó phát cho mỗi cái chùa một cục, thì thôi cũng tan nát hết rồi, cũng không cần gì, không còn gì để nương cậy. Rồi ông Mohammed thì thật sự thì ông cũng chết rồi, chết mất tiêu rồi. Rồi sau rồi ông để lại một cái tôn giáo Hồi giáo đánh nhau tá lả hết, giết người quá kinh, không à? Quân của Hồi giáo đi đến đâu mà chỉ gươm vào chuyển đạo không? Không chuyển liền cái chết luôn, cần xét xử gì. Tôi nói thôi cái đạo này kinh dị quá, khủng bố, không chơi, phải không ạ? Và tôi nghiên cứu nhiều những cái giáo chủ khác nữa, nhiều lắm. Và cuối cùng khi tôi đọc đến ông Giêsu đó, thì tôi thấy ông này ông có một cái điểm rất khác với tất cả các ông khác, là ông chết rồi ông sống lại. Đấy là vấn đề. Trong ngày xưa tôi nói thiệt với anh chị em, tôi rất là mơ hồ vì những cái này. Tôi nghĩ lần đây là chắc người ta bịa ra thôi chứ làm gì có chuyện, không ạ? Đi rồi cũng hay đó, nhưng mà người ta bịa ra thôi chứ làm sao có. Và tôi rất phân vân. Tôi nói với Chúa trong tâm mình, nói Chúa bây giờ anh em người ta nói rồi, Kinh Thánh nói đủ thứ, nói là bây giờ Chúa sống lại mà cái này tin được hay không đó. Và tôi phân vân ghê lắm, bây giờ tin được hay không. Và thật sự là cân não đó anh chị em. Phần nào đó. Sau 6 tháng tôi đi nhóm, rồi tôi về tôi cứ lăn tăn chuyện đó. Tôi nói bây giờ mà nếu mà đúng thì mình theo, còn không đúng thì thôi, ta từ giả đi cho nó lành. Kiểu này cũng căng quá. Xong đó một hôm tôi đứng trong góc nhà, tôi mới nói đơn giản thôi. Tôi nói Chúa ơi, con biết Kinh Thánh ghi là Ngài sống lại, rồi anh em cũng nói Ngài sống lại, nhưng mà nói thiệt là con chưa biết. Thế giờ sao tin? Thế thôi bây giờ nếu thực sự Ngài là đấng sống lại thì làm cách nào đó hãy đến biến đổi cuộc đời để con được gặp gỡ Ngài, để con được kinh nghiệm Ngài, để con được rờ chạm Ngài. Rồi Chúa biết không, nếu con được như vậy thì cả cuộc đời này sẽ theo và phục vụ Ngài. Đó là tôi nhớ 30 năm trước tôi nói vậy đó. Nói cách rất chân thành, lúc tôi còn rất trẻ nha anh chị em.
đang sinh viên năm ba nữa chứ, mà sang đó là để học về làm kỹ sư rồi tiến sĩ rồi gì đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là nó bỏ hết, giữ lại mỗi chữ sư thôi. Mỗi chữ sư đó, chữ sư thì giữ lại, chứ mà kỹ sư gì thì anh em biết rồi, phải không? 30 năm trước như vậy đó, rất trẻ. Nhưng mà tôi nói rất chân thành, tôi nói Chúa ơi, nếu mà Ngài cho con gặp gỡ Ngài là một đấng sống, con sẽ từ bỏ tất cả để theo phục vụ Ngài, phục vụ trọn đời một cách chân thành. Thế rồi thời gian trôi đi, phải không ạ? Cứ như vậy đó. Nhưng mà tôi cũng không có bỏ nhóm, tôi vẫn đi theo mấy anh sinh viên người Nga rồi để tìm hiểu thêm. Mà ngày xưa làm gì có Kinh Thánh tiếng Việt này đọc, đọc bằng tiếng Nga thôi. Mà nhờ đọc Kinh Thánh tiếng Nga mà tiếng Nga lên lắm nha nè. Lên rất là nhanh, biết thêm ngoại ngữ nữa. Và anh em biết không, một buổi chiều nọ, đó là tôi nghĩ phải thời gian phải 3 tháng như vậy, tôi đang tìm hiểu điều này. Đang tìm hiểu điều này. Và tôi cứ nói trong lòng, Chúa ơi, con cần gặp Ngài, con cần biết Ngài. Con không thể nào phục vụ Ngài mà con không biết Ngài. Con không thể nào theo Ngài mà con không rờ chạm đến Ngài. Con không thể nào tin Ngài mà con không biết được Ngài là ai. Tôn giáo thiện thì con không theo rồi, vì con nghe người ta đồn là tôn giáo là thuốc phiện, nên con không chơi thuốc phiện. Không chơi, cái này là nó kinh khủng lắm. Cho nên con phải rời chạm Ngài mới được. Và 3 tháng như vậy tôi cứ đi 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 cầu nguyện hết lòng. Và nhiều người nhìn tôi như cái thằng nó bị ngẩn ngơ. Anh em biết người ngẩn ngơ, cứ ngẩn ngơ như này, vô trong nhà ăn ngồi thì cứ mặt cứ đực ra như này mà không biết mình ăn chưa. Một hồi nghĩ không biết giờ mình ăn chưa. Rồi đang ngồi với anh bạn người Trung Quốc ở trước mặt đó, vì trường đó trường quốc tế mà, tôi nên hay liên kết với mấy anh sinh viên Trung Quốc rồi các thứ. Ngồi hồi say sưa kể về những niềm tin của mình. Anh ăn xong anh đứng dậy anh đi, rồi mình hỏi cái này mình ăn hả anh ăn. Không hiểu, nó cứ ngẩn ngơ như vậy rất là buồn cười. Cho xong đến một buổi chiều nọ nha anh chị em, tôi quỳ gối tôi cầu nguyện ở trên giường của sinh viên đó, cái giường đó bằng là sa. Tôi quỳ gối đó tôi nói Chúa ơi, Chúa biết con khao khát được gặp Ngài. Làm sao để con biết Ngài? Làm sao đây Chúa? Và tôi nói như vậy một cách hết lòng, thật lòng say sưa, và nước mắt tuôn chảy như thế này anh chị. Khi anh em biết, khi cái nỗi khao khát của một con người nó lên đến đỉnh điểm rồi đó, thì con người ta khóc để van xin điều đó. Con người ta khóc, khóc ra để van xin một điều mà lòng mình muốn chạm đến. Và khi nước mắt tôi chảy ra như vậy rồi, thì anh chị em biết điều gì xảy ra? Một cái điều mà nó biến đổi cả cuộc đời của mình. Một điều mà coi cũng như là nó khiến cho miệng của tôi bây giờ không thể nói điều gì khác ngoài nói về Chúa. Một cái điều mà tấm lòng của mình không thể nào ngưng nghĩ về Chúa được nữa. Mà 30 năm rồi, nó không còn một cái gì để nghĩ, để nói, để sống cho hết. Đó là ngay khi tôi nước mắt trào ra, thì trong phòng bắt đầu chuyển động. Anh chị em lạ lùng lắm, tôi không thể nào quên cái phong cảnh đó. Tất cả những bàn ghế giường rồi rèm cửa là phòng nó kín, nhưng mà mọi sự nó đang chuyển động. Cái giường thì nó đang rung rinh như thế này, rồi mọi sự xung quanh rung rinh chuyển động. Lúc đó tôi nói cái gì xảy ra trong phòng mình, điều gì xảy ra? Và ngay khi tôi vừa kịp nghĩ như vậy thôi, thì một luồng quyền năng đến trên người mình, ập trên người mình. Và mắt tôi mở ra. Lần đầu tiên mắt tôi mở ra, tôi thấy hình ảnh thập tự giá và Chúa Giêsu nhìn tôi với cặp mắt đầy nhân từ và tình yêu. Và con người tôi như tan chảy trước tình yêu đó, và nó khóc như chưa bao giờ được khóc trong cuộc đời này. Và bắt đầu nói trong cái sự vô thức, Chúa ơi, sao Ngài yêu con quá nhiều. Chúa ơi, đáng lý con phải chết rồi, con là người bỏ rồi, hư mất rồi, nhưng sao hôm nay Ngài lại cho con được gặp gỡ Ngài, rồi chạm Ngài, chạm đến Ngài. Và tôi không hiểu rằng cái sự việc đó nó diễn ra bao lâu trong căn phòng. Có anh bạn cùng phòng của tôi nữa,
Tôi không biết nó diễn ra 10 phút, 5 phút, 20 phút, bây giờ tôi không nhớ được. Nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm ở dưới sàn. Mà trước khi cầu nguyện thì quỳ ở trên giường. Chẳng biết điều gì xảy ra. Nhưng mà anh em ơi, sau khi mình gặp gỡ như vậy rồi thì có một điều gì đó chuyển động trong tấm lòng này. Một điều gì đó khiến cho lòng trí con người của mình liên tục nghĩ về Chúa và thấy Chúa gần gũi, thấy Kinh Thánh. Mình đọc Kinh Thánh bây giờ đọc lại thì không còn nghĩ là nó được viết 2000 năm trước nữa, mà hình như nó mới nói hôm qua. Thời gian mất, tất cả mất hết. Và những điều Chúa Giêsu đi lại làm việc, những lời nói của Ngài, nó thực tế với mình y như là một người bạn đang đứng bên cạnh kể chuyện của anh. Đây là cái trải nghiệm tôi gọi là trải nghiệm đổi đời. Trải nghiệm để biết rằng Chúa Giêsu không chết mất như những giáo chủ khác, nhưng Ngài thật sự đang sống lại. Và Ngài hiện ra để cho những người thật lòng khao khát Ngài được rời chạm và biến đổi cuộc đời mình. Và kể từ ngày đó, anh chị em biết không, tôi không thể ngồi yên được nữa. Không thể. Sáng ngày hôm sau, tôi lấy một tờ giấy A4 như thế này. Là ngày xưa làm gì có truyền đạo đơn? Có. Tôi lấy một tờ giấy A4 này, tôi viết tất cả những câu gì mà mình có thể đọc được về Chúa Giêsu lên đây. Sau đó thì tôi đi photo đâu khoảng 100 tờ. Tôi cầm rồi tôi chạy ra ngoài đường, nơi nào mà người Việt Nam ở là tôi phất lên, tôi nói: anh em ơi, mọi người ơi, chạy đến lấy về đọc ngay, tôi vừa gặp Chúa hôm qua. Nó nhìn mình bảo thằng này bị tâm thần. Rất buồn cười. Nhưng mà tôi nói cho em, con người gặp Chúa rồi nó không còn biết xấu hổ là gì nữa. Không biết. Con người gặp Chúa rồi nó cũng không biết sợ là cái gì cả. Con người gặp Chúa rồi nó cũng không biết nhút nhát là cái gì. Mà trước đây nói thiệt, đứng trước anh em nói như thế này, mồ hôi tôi nó tuôn ra như tắm. Rung, giờ nói cái gì? Rung mặt. Nhưng mà khi mình gặp Chúa rồi, mình thành một con người khác. Một con người khác. Và khi tôi trải nghiệm điều này, tôi rất hiểu sứ đồ Phao-lô. Tôi hiểu sứ đồ Phao-lô tại sao khi ông ngã xuống từ lưng ngựa thì ông lại thành một con người khác. Khi ông nghe tiếng phán và ánh sáng từ trời thì ông trở thành một con người khác, sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu, sẵn sàng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa Giêsu mà không hề bàn với thịt và huyết. Tôi hiểu điều đó. Vì anh em à, thịt và huyết không thể tận hiến cho Chúa Giêsu được. Tự con người chúng ta không thể quyết định sống cho Chúa Giêsu được. Chúng ta cần phải gặp gỡ Ngài để Ngài giết chết chúng ta, rồi chúng ta lại sống lại cho Ngài. Đó là điều mà tôi thấy Chúa đã làm. 30 năm trước Chúa đã giết chết tôi. Cho nên giờ bạn bè hỏi: thằng Quý đâu? Bạn nó chết rồi. Chôn rồi, sanh cỏ rồi. Cái thằng mà nhậu nhẹt nói năng tục tiểu bậy bạ chết rồi. Bây giờ có một thằng khác nó mọc lên. Cũng trong cái xác này thôi, nhưng mà là một người khác. Cho nên tôi nói với anh chị em buổi sáng hôm nay là khi chúng ta phải khao khát để được gặp gỡ Chúa Giêsu thì cuộc đời mình được biến đổi. Biến đổi thật sự, biến đổi tận gốc rễ, biến đổi một cách sâu xa. Và đồng thời anh em được mặc lấy năng quyền phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói: tôi coi mọi sự như rơm rác, hầu cho được nhận biết Chúa Giêsu, được biết quyền năng sống lại của Ngài, hầu cho tôi được đến trong sự sống. Đó là sứ đồ Phao-lô nói. Cho nên trong cái sự phục sinh của Chúa có một quyền năng. Quyền năng đó thắng hơn sự chết. Quyền năng đó khiến cho bệnh tật phải thối lui, ma quỷ phải bỏ chạy, tất cả những tối tăm phải tan chảy trước quyền năng đó. Anh chị em ơi, khi mình đụng chạm đến quyền năng phục sinh này thì con người anh em sẽ trở thành một kênh dẫn phước hạnh của Đức Chúa Trời
để giúp đỡ nhiều người. Đó. Cho nên đạo của Chúa là mối quan hệ, có nghĩa là khi chúng ta chạm được đến Chúa thì chúng ta tiếp được năng lực của Ngài để tuôn chảy qua đời sống chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ cho anh em dễ hiểu. Khi anh em cột cái bóng đèn như thế này với hai dây điện, khi hai dây điện mà nó chưa đút vào cái lỗ cắm á, thì bóng điện nó không có sáng. Nó vẫn dây đó, vẫn bóng đèn đấy, nhưng nó không có sáng. Cho đến khi anh em cắm vào lỗ cắm thì điện nó truyền qua và nó sáng. Cũng vậy, đời sống đức tin chúng ta bước đi với Chúa sẽ tuôn chảy năng quyền phục sinh của Ngài khi và chỉ khi chúng ta được gặp gỡ chính đấng phục sinh, chúng ta được rờ chạm chính đấng phục sinh, chúng ta được ngập chìm trong sự hiện diện của Ngài để biết thập tự giá, biết sự sống lại của Ngài, biết được Ngài yêu chúng ta thế nào. Thì lúc đó chúng ta trở thành kênh dẫn cho Chúa Giêsu. Cho nên tôi nhắc lại hồi nãy tôi nói, trong Chúa không phải mình là ai, không phải, mà là Chúa là ai trong đời sống mình. Chúa Giêsu là ai? Ngài có chiếm hữu trọn trái tim anh em chưa? Ngài có chiếm hữu trọn vẹn cuộc đời chúng ta chưa? Thì đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Trước đây đó, khi chưa gặp gỡ Ngài, tôi cũng tin Chúa, nhưng mà xin thưa anh chị em, 50-50 thôi. Có nghĩa là 50 là tôi, 50 là Chúa. Không ạ? Tôi vẫn là tôi, mà Chúa vẫn là Chúa. Đấy, 50-50. Thì ngày nào tôi đi nhóm thì Chúa 50, còn ngày nào tôi ở nhà thì tôi 50, Chúa Giê-rô. Không ạ? Không có gì cả, tôi vẫn sống cuộc đời như vậy thôi. Đó. Nhưng mà khi mình gặp gỡ Ngài, mình có đủ cái sức mạnh để tận hiến cuộc đời này cho Ngài, đủ cái sức mạnh để yêu Ngài, đủ cái sức mạnh để hy sinh tất cả cho Ngài. Cho nên không phải mình là ai, mà là thực sự Giêsu Nazareth là ai trong cuộc đời của mình. Điều đó quan trọng lắm anh chị, quan trọng vô cùng. Và bằng cái kinh nghiệm đó đó, hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị em làm thế nào để trải nghiệm Chúa phục sinh dựa theo Kinh Thánh và những kinh nghiệm tôi chia sẻ cho anh chị em. Tôi ao ước rằng mỗi một anh em mình ngồi đây sẽ có được những trải nghiệm như vậy trong cuộc đời của mình. Dĩ nhiên mỗi người mỗi khác, nhưng những trải nghiệm nào đến từ Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của anh chị em. Những trải nghiệm nào thực sự từ Chúa Giêsu sẽ khiến cho anh em không còn như cũ nữa và tận hiến và chỉ sống cho Ngài. Đó là điều mà Kinh Thánh có khẳng định. Bất kể con người nào được rờ chạm, được gặp gỡ, được đi theo Chúa Giêsu, họ đều sống cho Ngài. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện ở trong Luca chương 24 nha anh chị em. Luca chương 24 có kể một câu chuyện về hai môn đồ tại làng Emmaus. Đây là câu chuyện mà tôi sẽ nhờ để chia sẻ cho anh em cái trải nghiệm, cái làm thế nào để trải nghiệm Chúa phục sinh. Tôi đọc anh chị em nghe ha. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 estader thì khoảng 11 km nha anh chị em, tức là khoảng 10-11 cây số đó. Họ đàm luận về sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần đi đường cùng với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Đó, anh em thấy không ạ? Tức là hai môn đồ này đã từng đi theo Chúa, từng nghe Chúa giảng, từng đi theo Chúa từ khắp nơi đi theo Ngài. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh lên thập tự giá, đem bỏ vào trong cái ngôi mộ, thì hai ông này nản lòng quá, bàn với nhau thôi bây giờ mình về quê cày ruộng trở lại đi cho giờ Chúa chết rồi. Hai người bàn như thế mà thiệt như vậy, bảo Chúa chết rồi, bây giờ mình về thôi. Tại vì họ đi và họ thấy Chúa là đấng quyền năng, một đấng tiên tri quyền năng khiến người chết sống lại, làm phép lại, làm dấu kỳ. Và họ hy vọng rằng chính Giêsu người Nazareth này
sẽ khôi phục lại Israel, sẽ làm vua Israel đời đời. Và họ theo, họ kiếm cái ghế. Biết đâu được là Chúa cho mình làm một cái chức nào đó. Nhưng mà bây giờ Chúa chết rồi, cho nên họ nói thôi, ta lại về quê làm ruộng trở lại. Đó, thì đang trên đường trở về như vậy, thì họ bàn cãi nhau nhiều điều lắm. Họ bảo không hiểu sao mà mấy ông thầy thông giáo Pharisee này lại giết một đấng tiên tri như thế. Họ buồn bực trong lòng. Rồi đang đi như vậy thì Kinh Thánh chép là Chúa đến gần đi cùng họ. Nhưng Kinh Thánh cũng chép là mắt hai người bị che khuất, không nhìn biết Ngài. Tôi muốn anh em để ý điều đó. Khi chúng ta chưa trải nghiệm Chúa, có thể Chúa hiện ra đi cạnh anh em, có thể Chúa làm nhiều điều trên cuộc đời của anh em, nhưng anh em không biết. Và cuộc đời của mình không có Chúa. Mặc dù tin Chúa nhưng không thấy Chúa. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cuộc sống như vậy hiện nay. Mặc dù tin Chúa nhưng không thấy Chúa. Tin lý thuyết thôi, tin trên giấy thôi, nhưng không thấy. Mặc dù có thể Chúa đi bên cạnh đấy, Chúa làm nhiều điều đó, nhưng Kinh Thánh chép là sao anh chị em? Mắt bị che khuất, mắt bị che khuất, không thấy. Rồi cái người đó đó, tức là cái người là Chúa Giêsu đó đi cùng họ, anh em đọc tiếp sẽ thấy. Sau khi họ bàn luận một hồi rồi thì họ mới kể chuyện là đã đó có một đấng tiên tri có quyền phép trong dân chúng, mà không biết lý do sao mà thầy tế lễ các quan đề hình nộp ngài để xử tử, đóng đinh trên cây thập tự, vân vân và vân vân. Rồi bây giờ Chúa mới nghe như vậy, trong câu 25 Chúa Giêsu bèn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin các lời đấng tiên tri nói. Dại dột, tức là lúc này thì cái người mà như Chúa Giêsu đấy thì vẫn là một người khách đi đường thôi nha anh chị em. Hãy tưởng tượng cái bối cảnh đó, như một người khách đi đường. Thì người khách đó mới nói: hồi mấy ông ngu dốt quá, phải không ạ? Sao lại không chịu tin các lời tiên tri, không hiểu biết gì à? Thế theo Chúa Giêsu mấy hôm nay, theo đấng Mêsia mấy hôm nay mà không hiểu biết gì sao? Lắm khi chúng ta đi theo Chúa, ngồi mòn ghế nhà thờ, nhưng mà Kinh Thánh có bao nhiêu quyển cũng không biết. Không vậy? Không biết luôn. Quyển nào đầu tiên, quyển nào cuối cùng nói cũng trật luôn. Có vậy đó. Và điều này khiến cho mắt chúng ta bị che khuất. Những người này đi theo Chúa Giêsu nhưng mà không biết Kinh Thánh nói gì về Chúa Giêsu. Chậm tin, phải không ạ? Và đây là lý do mà Chúa Giêsu trách họ. Sau đó trong câu 27, đoạn ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Anh em tưởng tượng cuộc đi ha, 11 cây số. Vừa đi Chúa vừa giảng giải, giảng giải, giảng giải, cắt nghĩa hết tất cả mọi lời. Và tôi nghĩ hai người môn đồ này vừa nghe và vừa gọi là phải nói là khai mở luôn. Ôi, lần đầu tiên mình được hiểu, lần đầu tiên mình mới biết được là đấng Mêsia đến để làm gì? Để chịu chết, chịu chôn rồi lại sống lại nữa. Lần đầu tiên họ được nghe điều này một cách tỏ tường. Trước đây họ cứ nghĩ đấng Mêsia đến là ngồi lên ngôi vua luôn. Nhưng bây giờ qua cắt nghĩa này, họ hiểu rằng đấng Mêsia phải chết, phải được chôn rồi sống lại. Và 11 cây số đó khiến cho họ bắt đầu có đức tin, khiến cho họ có đức tin rằng Chúa Giêsu người Nazareth thật sự sống lại từ cõi chết. Anh em theo tin điều đó. Trước đây họ không tin, trước họ nghi ngờ lắm. Họ nói nè, trong cái câu mà 24 họ nói nè: có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn ngài thì không thấy đâu. Đó, không thấy xác ngài thì báo về có thiên sứ hiện đến nói ngài đương sống. Tức là họ rất phân vân về chuyện này.
Và ngày hôm nay đó anh chị em, rất là nhiều người tin Chúa nhưng không tin Ngài sống lại. Tin Chúa nhưng không tin rằng Ngài được sinh ra bởi nữ đồng trinh Maria. Nhiều lắm. Tin Chúa nhưng không tin có hỏa ngục thiên đàng. Lạ lùng, tôi không biết vậy tin Chúa lại làm gì. Nhưng mà có. Và ngày hôm nay cái điều này cũng nhắc nhớ cho chúng ta rằng khi chúng ta tin Chúa mà mình không tin rằng Chúa sống lại thì đức tin chúng ta vô ích. Xin thông báo cho anh chị em một tin buồn là như vậy đó, vô ích. Tại vì trong Roma chương 10 câu 17 chép rằng nếu miệng ngươi xưng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi được cứu. Cho nên cái chuyện Chúa phục sinh là một điều cực kỳ quan trọng để cho chúng ta tin và phải trải nghiệm. Và hôm nay cái cách làm thế nào để trải nghiệm thì tôi đã nói cho anh chị em qua Luca chương 24 này. Chúng ta cần phải đọc lời của Chúa. Chúng ta cần phải tin vào sự kiện Chúa Giêsu sống lại. Và anh em coi nè, trong câu thứ 29 phải không ạ? Tức là Chúa muốn gần đến nhà rồi, Chúa muốn đi tiếp thì câu 29. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều rồi. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài đang ngồi ăn cùng hai người, lấy bánh chúc tạ động bẻ ra cho họ. Câu 31, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy nữa. Anh em thấy chưa? Tại sao cùng hai con người đó mà trước đây mấy tiếng đồng hồ trước đây không biết, không mở ra, mắt không thấy, mà tại sao sau khi nghe giảng giải lời Chúa và tin thì bây giờ sao anh chị em? Mắt họ mở ra, thấy được. Và khi họ thấy được thì Chúa Giêsu biến đi. Cho nên làm thế nào để trải nghiệm Chúa phục sinh? Nó bí quyết nằm ở lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống với Kinh Thánh, khi chúng ta ăn ngủ với Kinh Thánh, khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh để thấy Chúa Giêsu sống động là dường nào. Và phải nói với Chúa Giêsu ơi, Ngài đi lại như thế này, Ngài làm những điều như thế này, hãy làm qua cuộc đời con với, hãy cho con nhìn thấy với, hãy cho con kinh nghiệm những điều mà Ngài chép trong đây với. Khi anh em khao khát điều đó, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, Chúa phục sinh sẽ hiện ra để cho anh em trải nghiệm. Đó là cách mình đọc. Anh em đọc trong Thi Thiên 119 câu số 8 sẽ thấy điều răn của Đức Chúa Trời làm cho mắt sáng sủa. Lời của Đức Chúa Trời khiến cho con mắt mình sáng ra. Chúa không phải chỉ nói con mắt này, nhưng Chúa đang nói con mắt thuộc linh. Khi chúng ta có lời Ngài, đọc lời Ngài, ở trong lời Ngài, tha thiết với Ngài, cầu nguyện với Ngài, thì mắt thuộc linh chúng ta sẽ mở ra. Thình lình họ thấy Chúa, thình lình họ kinh nghiệm được Chúa, thình lình họ rơ chạm được Chúa. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, như tôi đã nói đó, Cơ Đốc nhân sai lầm nhất là Cơ Đốc nhân không đọc Kinh Thánh. Cơ Đốc nhân yếu nhất cũng là Cơ Đốc nhân không đọc Kinh Thánh. Cho nên mình cần phải nhìn vào lời của Ngài để thấy Ngài. Lúc đó trong giờ cầu nguyện của anh em sẽ bắt đầu kinh nghiệm được sự rờ chạm và thăm viếng của Chúa. Và đọc lời Chúa ngày hôm nay, đừng đọc cho có anh chị em. Chúng ta cần phải đọc với Chúa Thánh Linh, cần phải đọc với một cái tấm lòng khao khát được biết, chứ không phải đọc chỉ theo lịch thôi. Đừng đọc Kinh Thánh theo lịch, hay là đừng đọc Kinh Thánh để cho có, để an ủi lương tâm, mà đọc Kinh Thánh để biết Chúa. Phi-rơ nhất chương 1, tôi đọc anh em nghe câu này.
Phi Rơ Nhi chương 1 câu 20-21 có một câu như thế này để nói cho anh chị em, để anh em biết mình đọc như thế nào để mình có thể gặp gỡ được chính Chúa. À đây anh chị em, tôi đọc cho anh em nghe. À, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Kinh Thánh không phải là ý con người, Kinh Thánh không phải là lời con người, nhưng đó là lời của Chúa truyền đạt cho con người qua cái công cụ là con người. Phi Rơ Nhì chương 1 câu 20-21 chép như vậy. Cho nên tôi muốn chia sẻ cho anh em một kinh nghiệm để đọc Kinh Thánh mà rồi chạm đến Ngài, là trước khi đọc chúng ta hãy hướng lòng mình lên Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy nói: Chúa ơi, hãy mở trí cho con để con hiểu được lời Ngài. Hãy mở lòng con để con chạm đến lời Ngài. Hãy soi sáng tâm linh con để con thấy chính Ngài trong lời Ngài. Anh em thấy hai môn đồ Emmaus không ạ? À? Mắt không mở, nhưng khi nghe lời Chúa thì mắt thuộc linh mở ra. Anh em có muốn mắt thuộc linh mình mở ra không? Hãy dành thời giờ đọc Kinh Thánh với Chúa Thánh Linh. Có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm. Nhưng anh em ơi, khi mình gặp gỡ được Chúa thì cuộc đời mình biến đổi hoàn toàn. Quan trọng vô cùng. Điều thứ hai của cách đọc lời Chúa là gì? Như Giô-suê đồng 1 câu 8 là phải suy ngẫm. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm nó ngày đêm. Anh em đọc một câu thôi, nhưng hãy suy ngẫm nó. Chúa ơi, Ngài dạy dỗ gì qua câu Kinh Thánh này? Lắm khi chúng ta đọc cứ lướt và mình không có chịu suy ngẫm. Đọc xong một hồi rồi không biết ngày hôm nay tâm linh mình ăn cái gì chưa. Thấy chưa có gì ăn cả. Anh em có bao giờ kinh nghiệm được đâu? Đọc một hồi, đọc mấy chương luôn mà đứng dậy hỏi mình ăn được gì nhỉ? Chưa ăn được gì, toàn mới ngửi thôi. Cho nên tôi khích là anh em hãy suy ngẫm. Tôi lấy một ví dụ cho anh em dễ hiểu cái chỗ này nha. Là lấy ví dụ nha. Trong Matthew chương 1 đi. Rồi. Matthew chương 1 câu 2, câu 3. Thế nào là suy ngẫm nha? Trong Matthew chương 1 câu 2, câu 3 chép đi nè: Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah, anh em người Judah bởi Tamar sanh Phare và Sarah. Phare sanh Ít-rôm, Ít-rôm sanh Aram, Aram sanh Abinadab, Abinadab sanh Na-át-son, Na-át-son sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Ra-háp, sanh Bo-ô, Bo-ô bởi Ru-tơ, sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-xê, Giê-xê sanh David. Anh em đọc cái này rồi anh em nhận được gì không? Cứ ông nọ sanh ông kia, không ạ? Tôi đảm bảo với anh chị em rằng anh em Matthew chương 1 anh em bỏ luôn chương 1 luôn. Tôi cứ ông nọ sanh ông kia chán quá, bỏ cái đúng không? Chắc tôi nói là đúng tim đen luôn. Vì tôi cũng đã từng như vậy rồi. Tôi nói Chúa ơi, sao cứ ông nọ sanh ông kia mà chép chi mà tràn lan như thế này, nói một dòng được rồi. Nhưng mà khi mình suy ngẫm á, mình sẽ thấy được ý của Đức Chúa Trời. Có một lần nọ, Chúa đánh gục tôi để tôi bỏ đi cái tính là bỏ Kinh Thánh, đúng không? Tôi hay bỏ Kinh Thánh bao mấy cái chỗ không quan trọng thôi, bỏ cho rồi. Nhất là cứ ông nọ sinh ông kia với ông nọ dâng bao nhiêu vàng bạc cứ ghi vào trong đó tùm lum la hết rồi, xong cuối cùng đọc một hồi phải mất thời gian quá, chua thôi bỏ đọc cái khác đi. Nhưng mà rồi đến một ngày nọ khi tôi suy ngẫm về cái đoạn này thì tự nhiên Chúa cho tôi bài học. Đây tôi chia sẻ cho anh chị em để thấy bài học trong cái đoạn ông nọ sinh ông kia nha. Cái ông nọ sinh ông kia mà vẫn có bài học đấy.
Bây giờ tôi sẽ chia sẻ anh em là từ câu 2 đến câu 6. Đó. Câu 2 là ông Abraham sanh ông Isaac. Rồi câu 6 là ông Jesse sanh ông David. Đúng không? À. Abraham là ông tổ đức tin. Còn ông David là một vị vua, phải nói là đầy dẫy quyền uy. Một vị vua mà Chúa nói là đẹp lòng Ngài. Đó. Và cái ông đầu với ông cuối là hai ông tuyệt vời. Ông Abraham với ông David là không che vào đâu được rồi. Nhưng một ngày nọ, khi tôi đọc thấy gia phả của hai ông này, tức là ý là gia phả ông David á, thì tôi mới thấy cả hai sự kiện ở trong đoạn kinh thánh này. Sự kiện thứ nhất là ông Giuđa bởi Tha-ma mà sanh Pha-rê. Ông Giuđa lấy Tha-ma, thật ra Tha-ma là dâu của ông Giuđa. Có đúng không cha? À. Và ông Pha-rê này và ông Sa-ra này đó sinh ra bởi Tha-ma, thì họ phải sống với một cuộc đời khó khăn, bị dè biểu, bị xã hội khinh chê. Và đôi khi họ không hiểu rằng tại sao tôi được sinh ra đời này, tại sao tôi có mặt trên cõi đời này, tại sao tôi không có một người cha, người mẹ đàng hoàng. Có phải không chị em? Có ai trong chúng ta cảm thấy cái xuất thân của mình khiến cho mình nhục nhã không? Cái xuất thân của mình khiến cho mình bị tự ti không? Thì hãy đọc đoạn kinh thánh này. Nhưng chưa hết đâu. Trong đoạn kinh thánh này lại còn có một chỗ nữa, là cái ông sanh môn bởi Ra-háp lại sanh ông Bô-ô. Ra-háp. Ra-háp là ai anh chị em? Là một kỵ nữ. Có ai trong chúng ta làm con của một người đã từng làm đĩ đếm không? Anh em có thấy thoải mái vì điều đó không? Anh em đi học có thấy mình được tự hào vì điều đó không? Chắc có lẽ cuộc đời chúng ta sẽ bị dìm sâu, chán nản, bất an, thất vọng. Nhưng anh em ơi, qua đoạn kinh thánh này, tôi mới học được một bài học rằng tất cả con người có mặt trên cõi đời này không phải là ngẫu nhiên. Và Đức Chúa Trời luôn luôn có một chương trình cho những người đó để làm lên những điều cao trọng. Nếu không có Ra-háp, nếu không có Tha-ma, nếu không có hai cuộc hôn nhân trong các vẻ quái dị này, thì làm gì có David ngồi trên ngôi vua anh chị em, phải không? Cho nên mặc dù ông nọ sinh ông kia, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó suy ngẫm, chúng ta sẽ học được bài học đáng giá cho cuộc đời của mình, rằng đừng coi thường bất kỳ ai. Đừng nhìn vào xuất thân của anh em mình, đừng nhìn vào quá khứ anh em mình, đừng nhìn vào cái background, tức là cái nền tảng xuất xứ của anh em mình mà đánh giá. Không đâu. Chúa có thể sử dụng anh em mình để cho ra một dòng dõi anh hùng đức tin thì sao? Và bài học này có thể khiến cho chúng ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình đối với mọi người xung quanh. Amen chứ? Yeah. Thế anh em thấy ông nọ sinh ông kia có giá trị không? Giá trị thế. Đấy chính là sự suy ngẫm kinh thánh. Nếu chúng ta chịu khó suy ngẫm, nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, nếu chúng ta chịu khó bỏ hàng tiếng đồng hồ một câu kinh thánh này thôi và ngồi một mình với Chúa. Tôi hay ngồi vậy đó. Tôi bỏ hàng tiếng đồng hồ chẳng làm gì cả. Mọi người bảo ông này mất thời giờ quá, nhưng chẳng mất thời giờ đâu. Mình ngồi như vậy để mình suy ngẫm, Chúa ơi, Ngài dạy dỗ điều gì. Thì có thể nha anh chị em, phút thứ 59 thường Chúa vậy, Chúa chơi khôn lắm. Phút thứ 1 thì mình hay nản, mình bỏ ngay, nhưng mà Chúa hay cho phút 59. Phút 58 mà anh em đứng dậy thì chẳng học được bài học gì đâu. Phút 59, một ánh sáng lóe lên trong tâm linh và anh em sẽ học được bài học cho ngày hôm đó. Amen. Cho nên hãy biết chờ đợi Chúa, hãy biết chờ đợi trước mặt Ngài với lời Ngài và suy ngẫm. Và tôi khẳng định với anh em một điều rằng không có một đoạn kinh thánh nào trong kinh thánh là không có giá trị hết. Không có. Từ ngày Chúa cho tôi học được bài học này thì tôi biết quý trọng từng lời một luôn, không còn bỏ nữa. Ngày xưa tôi bỏ nhiều lắm,
mấy cái chỗ ông nợ xin ông kia với ông nợ dân bao nhiêu tiền là tôi bỏ hết. Nhưng giờ đọc lại, không đọc lại em thấy giá trị và suy ngẫm. Tóm lại bài giảng ngày hôm nay tôi muốn nói điều gì anh chị em? Để kinh nghiệm Chúa phục sinh, chúng ta cần có một lòng khao khát nghiêm túc để rờ chạm Ngài. Nhưng đừng có tìm Ngài ở đâu đó. Đừng tìm Ngài ở bụi cây này hay hòn đá kia. Đừng tìm Ngài ở chỗ nọ chỗ kia. Hãy tìm Chúa phục sinh qua lời của Ngài. Đó là cách tìm đúng nhất. Khi anh em nghiên cứu đọc lời Ngài và khao khát những gì được chép trong Kinh Thánh được ứng nghiệm cho đời sống mình. Chúa ơi, Ngài đã sống lại. Chúa ơi, Ngài làm phép lạ. Chúa ơi, Ngài đã làm nhiều điều lớn lao. Con muốn kinh nghiệm điều này cho con. Hãy hiện đến với con. Con tin điều đó Chúa. Anh em khao khát đi. Cứ khao khát và suy ngẫm lời Ngài đi. Một ngày nào đó, rất bất thình lình, tôi không biết là ngày nào, và tôi chỉ biết là Chúa Giêsu hiện đến với chúng ta rất bất thình lình. Đến cái lúc, cái thời điểm mà anh em không chờ đợi nhất thì Chúa hiện đến. Lạ lắm. Tôi cầu nguyện nhiều lần trước đây, lúc tôi còn trẻ đó, tôi cứ nhắm mắt tôi nói bây giờ chắc Chúa hiện đến đây, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Cứ bảo ô chắc bây giờ Chúa cho mình kinh nghiệm Ngài đây, không thấy gì cả. Cứ chờ hết ngày nọ ngày kia, ôi hôm nay nè, ôi mình vui tươi bình an mạnh mẽ, chắc là Chúa thăm viếng nè, chẳng thấy gì cả. Nhưng những lúc mà anh em không nghĩ, không đợi, không chờ, không gì cả, chỉ khao khát tập trung vào thờ phượng Chúa thôi, thì Chúa lại đến. Đó là kinh nghiệm. Cho nên đừng bỏ cuộc nha anh chị em. Đừng bỏ cuộc. Hãy tìm Ngài hết lòng. Và khi gặp Ngài qua lời Ngài, anh em sẽ được biến đổi cuộc sống này. Mà cuộc sống mình được biến đổi rồi, thì anh em sẽ biến đổi nhiều cuộc đời khác nữa. Hạt giống lúa mì kia nếu không chết đi thì chỉ ở một mình thôi. Nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh ra sao nhé? Nhiều hạt giống khác. Cũng như vậy, nếu cuộc đời của tôi không bị Đức Chúa Trời giết đi thì tôi chỉ sống một mình tôi thôi. Ích kỷ, lo cho mình thôi. Và cũng chẳng ảnh hưởng được, rao truyền danh Chúa cho ai được. Nhưng khi cuộc đời mình chết đi, mình sống cho Chúa, mình thực sự nói với Ngài rằng Chúa ơi, con không còn là ai nữa, nhưng quan trọng đối với đời con là Ngài ở trong con. Khi mình sống cuộc đời đấy, mình sẽ ảnh hưởng được nhiều người, mình sẽ giúp đỡ được nhiều người, và mình sẽ đưa được nhiều người trở lại với vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen nha. Buổi sáng hôm nay, quyền năng phục sinh của Chúa là cực kỳ quan trọng. Và Ngài là đấng có thật và đã phục sinh. Cho nên tôi cũng muốn nói với tất cả anh chị em đang theo dõi trên livestream này, hãy kinh nghiệm Chúa phục sinh cho riêng mình. Hãy kinh nghiệm Chúa phục sinh ngay tại phòng riêng của mình, tại nhà mình, tại chính nơi mà mình ở. Khi anh em chạm đến Chúa phục sinh, cuộc đời của anh em sẽ được biến đổi. Anh em trở thành một kênh dẫn quyền năng phục sinh này cho nhiều người khác nữa. Xin Chúa ban phước cho anh em. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúng ta hãy đồng đứng mình cầu nguyện trong buổi sáng hôm nay.